Rất vui được gặp lại quý vị và bà con trong chương trình Nông thôn chuyển động được phát sóng hàng ngày trên kênh truyền hình nông nghiệp nông thôn VTC16. Và người đồng hành cùng với tôi trong chương trình ngày hôm nay là nhà báo Doãn Hoàng. Xin kính chào bà con và quý vị. Nông thôn chuyển động ngay sau đây xin được bắt đầu với chuyện gì đang xảy ra. Bé trai khó thở vì nghi áo có gắn chip Trung Quốc, cơ quan chức năng cần vào cuộc để có câu trả lời cho dư luận. Sạc điện thoại bằng năng lượng lấy từ nước muối. Thưa quý vị, chiều ngày 22 tháng 2, Công an phường Xuân Khánh, thành phố Cần Thơ cho biết vừa tiếp nhận thông tin trình báo về trường hợp một cháu bé 8 tuổi mặc áo có gắn con chip ghi chữ Trung Quốc bị mệt và đau tức ngực. Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 22 tháng 2, bé Trương Ngọc Minh, 8 tuổi, học trường tiểu học Trần Quốc Toản bị tức ngực, khó thở sau khi mặc chiếc áo có hình mặt siêu nhân vào người. Ngay sau đó, bà của cháu cởi chiếc áo của Minh đang mặc, lấy kéo cắt ra thì thấy có một cục tròn và dẹp như đồng tiền, màu vàng. Cục này được quấn kỹ bằng băng keo và may chặt vào phía trong của lớp áo, mở ra bên trong có gắn pin và có chữ Trung Quốc. Công an phường cho biết sau khi nhận thông tin đã đến hiện trường thu giữ chiếc áo cùng cục tròn màu vàng gắn bên trong áo, đồng thời mời gia đình cháu bé đến công an để tìm hiểu thêm. Vâng, thưa nhà báo Đỗ Doãn Hoàng, tôi nhớ là cách đây không lâu thì dư luận cũng từng hoang mang với cái thông tin là những cái mũ len của đội cho các em bé thì cũng có gắn một cái thiết bị và làm ù tai trẻ con, và câu chuyện này nó mới diễn ra ở Hà Nội thôi. Và tiếp tục với cái thông tin vừa rồi thì anh nghĩ như thế nào khi mà ngày trên thị trường ngày càng xuất hiện những cái thiết bị cũng như là những cái mặt hàng của Trung Quốc mà nó gây độc hại như thế? Tôi không bất ngờ với cái câu chuyện này, bởi vì chúng ta đã từng biết quá nhiều đến những cái câu chuyện ví dụ như là có một người nông dân sử dụng một cái phích của Trung Quốc bao nhiêu năm rồi, cho đến khi cái phích nó bị vỡ thì thấy trong đấy có những viên thuốc và những thiết bị rất là lạ. Và đúng là ngay cả tôi cũng không thể lý giải được tại sao người ta đút những cái đấy vào. Hay là ngày xưa tôi, cách đây mấy năm tôi làm vỡ một cái mũ cối mà trong đấy nó cũng có một cái viên thuốc, thì tôi thấy là thật sự là kỳ lạ. Chúng ta hoàn toàn có thể đặt một câu hỏi về những cái người sản xuất cái này ở cái đất nước nào đó, họ có cái âm mưu nào đó, họ làm cái gì đó không tốt. Nhưng mà trước khi chúng ta có kết luận chính thức về cái việc này thì chúng ta cần phải song phẳng là cái áo này, liệu các cái cơ quan quản lý thị trường, các cái cơ quan bảo vệ người tiêu dùng, họ có cấp phép, có kiểm tra trước khi nó được tuồn vào thị trường Việt Nam và mặc vào cơ thể cháu bé, và cháu bé kêu đau như vậy. Nếu mà không đau thì chả bao giờ cháu bé kêu. Mà nếu mà những kẻ xấu, giả dụ như thế, họ làm một cái cách hại người nào đó mà nó không gây đau mà vẫn chết người thì sao? Cho nên là tôi nghĩ rằng đây là một cái giọt nước tràn ly cho câu chuyện một cái thảm họa là người tiêu dùng đang phải sử dụng những sản phẩm không rõ nguồn gốc, và các cơ quan bảo vệ người tiêu dùng, các cơ quan thanh tra, quản lý thị trường không làm hết trách nhiệm của mình. Xin được chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị, dự thảo nghị định mới thay thế nghị định 87/2011 quy định các bác sĩ làm tại bệnh viện công không được làm giám đốc các bệnh viện và phòng khám đa khoa tư nhân. Tuy nhiên trên thực tế thì đang có sự hiểu lầm về quy định này. Theo quy định mới này, các bác sĩ bệnh viện công vẫn được phép mở các phòng khám tư nhân như phòng khám răng, khám nhi, khám đa khoa, sản phụ khoa. Bác sĩ bệnh viện công được làm thêm khám chữa bệnh ngoài giờ tại các phòng khám bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh tư nhân trước đây. Tuy nhiên, bác sĩ bệnh viện công không được phép đứng ra thành lập, quản lý các bệnh viện tư nhân hoạt động theo hình thức doanh nghiệp, hợp tác xã đã quy định tại điểm 5 điều 14.1.3 trong dự thảo nghị định mới. Thưa anh Đỗ Doãn Hoàng, từ góc độ là một người dân thì anh nghĩ sao về quy định này? Liệu thì chúng ta có thấy được một cái mối liên hệ, mối tương quan nào giữa cái những cái việc mở phòng khám tư nhân với lại cái cung cách phục vụ của các bác sĩ hiện nay? Bạn cho phép tôi và quý vị khán giả cho phép tôi được nói với tư cách là một bệnh nhân. Thì tôi cũng đi viện nhiều lắm rồi. Nên cái tuổi nó cũng rệu rã rồi. Tôi nói thật, phải nói rằng rất buồn. Nếu như không cho các bác sĩ được làm, các bác sĩ ở viện công được làm giám đốc các cái phòng khám rồi các cái cơ sở y tế tư nhân, nhưng mà lại cho họ được khám ở ngoài, tôi nghĩ hai việc nó là một. Tôi có thể thuê một ông giám đốc có một cái bằng cấp nào đó làm một cái chủ doanh nghiệp của tôi đứng đằng sau. Doanh nghiệp ma thành lập dễ lắm. Kể cả cái bệnh viện tư nhân cũng thế, kể cả các cái cơ sở khám, phòng khám cũng như vậy. Vấn đề là đạo đức của người bác sĩ. Tôi đã gặp rất nhiều bác sĩ, họ không khám tốt bệnh cho bệnh nhân, khám bệnh tốt cho bệnh nhân ở trong bệnh viện, nhưng họ đưa bệnh nhân ra phòng khám của họ thì họ làm rất tốt. Tôi đã từng phải tham gia một cái ca tiểu phẫu mà tôi là nạn nhân, tôi là bệnh nhân, thì toàn bộ các xét nghiệm, toàn bộ những cái vấn đề tốn kém nhất thì ở bệnh viện tư của bác sĩ. Thế còn
cái việc mà máy móc bác sĩ ngoài đấy không có thì vào bệnh viện chính thực hiện một cái, tiền của nhà nước thất thoát ra ngoài. Cái thứ hai là khi ra bệnh viện tư ấy, thì họ làm đến hàng chục cái xét nghiệm. Nhưng tôi thề với bạn là trước khi họ đưa tôi lên bàn mổ, lên bàn tiểu phẫu, họ không hề xem những cái xét nghiệm đấy. Và những xét nghiệm đấy không có giá trị gì trong 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 cái cuộc tiểu phẫu của tôi cả. Vì sao? Xét nghiệm để thu tiền. Cho nên nếu như chúng ta cái quy định này còn tồn tại thì còn kẽ hở để những điều tôi vừa kể diễn ra. Cái thứ hai là cái việc mà cấm làm giám đốc các bệnh viện tư hay là cấm làm giám đốc các cơ sở y tế tư nhân với việc cho phép làm nhân viên ở đó, hai cái việc này nó không có gì khác nhau về bản chất cả. Cho nên là đừng nghĩ rằng nếu mà cấm làm giám đốc bệnh viện tư thì là siết chặt quản lý, mà là cho làm nhân viên ở bệnh viện tư thì là buông lỏng quản lý, không có đâu. Hai cái nó là một, bản chất nó vẫn là như vậy. Họ thích làm ngoài giờ hơn vì tiền và họ muốn lùa bệnh nhân ra đấy. Chúng báo chí đã từng thống kê có những bác sĩ chỉ có mở phòng sản ngoài giờ thôi mà thu nhập đến mấy trăm triệu một tháng là bình thường. Cho nên là vì lợi nhuận đấy họ còn làm. Vấn đề là trách nhiệm thuộc về ai? Đấy là cơ quan quản lý. Siết chặt quản lý được ngay. Nếu bạn thích thì tôi với bạn sẽ đi điều tra về các bác sĩ giỏi mà buông lỏng quản lý và làm không tốt, mở phòng khám tư trục lợi như thế nào, điều tra được ngay. Nhưng vấn đề đặt ra ai xử lý? Tất cả mọi người đều đồng ý với tôi là nếu chúng ta điều tra có kết quả mà cơ quan quản lý y tế và cơ quan quản lý chính quyền nếu mà xử lý thì xử lý được ngay. Vâng. Vì vấn đề chúng ta để tồn tại cái kẽ hở đấy có thể do chúng ta thiếu trách nhiệm, nhưng cũng có thể vì một mục đích nào khác. Năm 2016 là năm thứ tư Ngân hàng Nhà nước không phát hành tiền lẻ trong dịp Tết. Thậm chí là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có hẳn một văn bản cấm các hoạt động thu đổi tiền lẻ trong khuôn viên, di tích, lễ hội. Nhưng văn bản chỉ là câu chuyện của nhà quản lý, còn tiền lẻ vẫn có ở khắp mọi nơi. Tiền lẻ giải trong hốc đá, vào bình hoa, trên khắp các bệ thờ. Dù đã có văn bản nghiêm cấm, song người thu đổi tiền lẻ vẫn ngang nhiên đổi. Người dân vẫn hăm hở giải tiền lẻ từ hậu cung cho đến cổng chùa, cổng đền. Nếu mà ai mà cẩn thận lắm thì đặt lễ riêng của mình thì có một ít tiền lẻ với một ít tiền sẵn thì xin đọc về nhà. Còn nhớ vào dịp này năm ngoái, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã yêu cầu các sở văn hóa, thể thao và du lịch, ban quản lý di tích cần tuyên truyền, chấn chỉnh việc sử dụng lưu thông đồng tiền lẻ Việt Nam tại các di tích, công trình tín ngưỡng, nơi tổ chức lễ hội. Song có cầu, ắt có cung. Chừng nào còn hoạt động xin cho, mua bán thần thánh thì chừng đó tiền lẻ vẫn ngang nhiên tồn tại. Vì từ khi tôi còn nhỏ thì tôi đã đi chùa với lại theo mẹ, theo bà, theo bác thì cũng không có cái chuyện là rải tiền lẻ như thế này. À, không hoàn toàn là không có cái đó. Mấy năm ở đây từ khoảng độ thập kỷ 90 của thế kỷ trước đến bây giờ thì nó sinh ra cái này. Theo Ngân hàng Nhà nước, chi phí sản xuất tiền lẻ hiện nay đang cao hơn cả mệnh giá của đồng tiền đó. Tiền lẻ từ cửa Phật lại quay vòng về Ngân hàng Nhà nước, thậm chí mỗi năm phải mất hàng nghìn tỷ đồng để bảo quản, kiểm đếm, phân loại chính số tiền này. Tiền lẻ thì đẻ phiền phức. Vậy chừng nào trong số những người dân này mới hiểu được điều đó? Quý vị có nghĩ rằng chúng ta có thể sạc được điện thoại bằng năng lượng lấy từ muối biển hay không? Thông tin thú vị này sẽ có trong cụm tin vắn quốc tế ngay sau đây. Một phát minh mới đang thu hút được sự chú ý tại Đại hội Di động Thế giới được tổ chức tại thành phố Barcelona, Tây Ban Nha. Đó là chiếc sạc pin điện thoại độc đáo, lấy năng lượng từ nước và muối, chứ không phải từ các ổ cắm điện như thông thường. Nhờ đó, người sử dụng có thể chủ động sạc điện thoại dù ở bất cứ đâu, không phụ thuộc vào nguồn điện. Mỗi khi sạc hết năng lượng, chỉ cần thay cho chiếc sạc pin một tấm thẻ có chứa muối và nước mới. Các nhà sản xuất cho rằng đây là nguồn năng lượng sạch, rất thân thiện với môi trường và lại tiện lợi cho người sử dụng. Thay vì nhận tiền xu và cung cấp thức ăn nhanh hoặc nước uống như thông thường, thì một cỗ máy bán hàng tự động kỳ lạ ở Thổ Nhĩ Kỳ chỉ nhận chai lọ đã qua sử dụng và phát ra nước sạch cùng thức ăn gia súc để sẵn cho những con chó hoặc con mèo hoang tới ăn. Loại máy đặc biệt này đã được lắp đặt tại một số công viên ở thủ đô Ankara. Nhờ những cỗ máy thân thiện với môi trường, những con vật lang thang như chó mèo có thể đến ăn và uống nước, góp phần làm sạch phố phường. Trong phần tiếp theo của chương trình, Việt Nam có triển vọng phát triển nông nghiệp xanh, tức là nông nghiệp thân thiện với môi trường. Quan chức Việt uống rượu xịn hơn Nhật vẫn xin nhập viện trợ. Từ câu chuyện này, suy ngẫm về thói sĩ diện, về lãng phí và cả tham nhũng.
Trong tiểu mục về làng ngày hôm nay, xin mời quý vị khán giả về với Bến Tre để tham quan bảo tàng đồ cổ đặc biệt của một lão nông. Các mô hình nông nghiệp hiệu quả với mức tăng trưởng bình quân là 8,4% trên một năm, xếp vào hàng cao nhất cả nước. 15% diện tích đất canh tác sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ cao. Những bước tiến vượt bậc của nền nông nghiệp Lâm Đồng đã trở thành mô hình điểm của cả nước. Thành công này có được phần lớn nhờ vào sự thay đổi tư duy canh tác của hơn hàng triệu nông dân ở Lâm Đồng. Để có được vườn giống như thế này, ông Trí đã lựa chọn một cây giống đầu dòng từ công nghệ nuôi cây mô. Theo đó, một cây giống nuôi cây mô có giá 800 đồng, gấp 10 lần so với việc mua giống bình thường. Nhưng đổi lại, ông sẽ có được cây giống sạch bệnh. Nói chung mà nếu mình đặt cây mô mà mình nhân giống ra, mình từ trồng như vậy thì nó đem lợi ích rất nhiều lắm chứ. So với mình đi mua đọt, vì người ta không có điều kiện thì người ta mới đi mua đọt về trồng thôi. Chứ còn mình có điều kiện, mình bỏ ra những cái luống đất như thế này, mình trồng và mình nhân giống thì tất nhiên mình có lợi rất nhiều. Giống sạch được tạo ra từ phương pháp nuôi cây mô tế bào thực vật. Đây là phương pháp nhân giống nhanh với số lượng lớn, tạo ra giống sạch bệnh, giúp bà con hạn chế về vấn đề sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân hóa học. Nhiều nông dân cũng đã thay đổi hình thức canh tác. Thay vì trồng dâu tây dưới đất, chúng đã được bà Thảo đưa lên trồng trên giá thể. Mình trồng cái này thì nói chung mình bán cho người ta ăn, mình cũng cảm thấy nó thoải mái. Tức là người ta ăn không có bị những cái bệnh này nọ đó. Thì với lại phần là mình thích cái dâu này. Cái mặt hàng này nó ngon, nó thơm thì mình thích mình làm. Các tiêu chuẩn trong sản xuất nông nghiệp như Global GAP, Việt GAP, ISO, Organic, GMP, UTZ đã được nông dân ứng dụng vào sản xuất. Theo thống kê, có 83 hộ nông dân cơ sở doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng như trên với diện tích 40.000 ha. Là cái làm nông nghiệp công nghệ cao thì cái sử dụng hóa chất để bảo vệ mùa màng rất là ít. Thì ví dụ nó tiết kiệm được khoảng, nó sử dụng nó khoảng bằng 20% so canh tác bình thường. Tại vì nó có cái hệ thống nhà kính để che, có cái hệ thống ngăn côn trùng, thì cái lượng hóa học để bảo vệ mùa màng sử dụng rất là ít. Theo ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng, mỗi năm để phát triển và bảo vệ sản xuất, nông dân đã sử dụng trên 3.000 tấn thuốc bảo vệ thực vật, gần 300.000 phân vô cơ. Tuy nhiên, con số đó hiện nay đã giảm xuống một nửa. Khi bà con đã ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, tức là đưa cây trồng vào nhà kính, góp phần đưa giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh đạt 145 triệu đồng một hecta một năm. Phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, tức là giảm các tác nhân tiêu cực gây ra bởi nông nghiệp tập quán. Và con đường phát triển nông nghiệp công nghệ cao chính là tiền đề của sự thành công này. Thưa quý vị, để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, thì trong 3 năm trở lại đây, Lâm Đồng đã được chính phủ ban hành nhiều chính sách như là xây dựng các dự án, xây dựng mô hình làng xanh, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn. Điều đó đã giúp cho Lâm Đồng trở thành tỉnh dẫn đầu cả nước với giá trị sản xuất vượt trội so với mặt bằng chung. Dây chuyền này, mỗi năm sản xuất được 700 tấn phân hữu cơ từ phân heo. Chính sách khuyến khích hỗ trợ vốn đầu tư cơ sở hạ tầng của chính phủ dành cho những hạng mục thuộc các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã khích lệ những người chăn nuôi như ông Truyền mạnh dạn bỏ vốn để đầu tư, biến chất thải thành chất có ích. Mà cái phân của tôi thì là cây ghép khoảng 60 chủng loại phân vi sinh trong đó. Thì cái phân nó đạt rất là chất lượng rất là cao, cái độ xanh, độ bền. Rồi thì là mình bổ sung thêm như thế là cái đạm của động vật như là đạm của bột cá lạt đấy, cá lợn nước lợ. Thế giờ đưa vào thì là cây nó đều có thể là phát triển về cái quang hợp diệp lục, rồi thì là nó sinh ra những các cái lấm kháng sinh để nó tiêu diệt cái loài lấm bệnh thì nó rất là tốt. Theo quyết định 1528 của Thủ tướng Chính phủ, các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở thành phố Đà Lạt và các vùng phụ cận sẽ được miễn thuế nhập khẩu, trang thiết bị, vật tư để xây dựng nhà kính, nhà lưới, sản xuất rau hoa, ứng dụng công nghệ cao mà trong nước chưa sản xuất được. Rõ ràng, chính sách này đã thu hút rất nhiều nông hộ, doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao. Lâm Đồng có một điều kiện khí hậu rất là tốt để mà làm nông nghiệp
công nghệ cao và chúng tôi đang đi theo cái hướng này. Nhưng mà để cho phù hợp với cái điều kiện của Việt Nam thì ví dụ ở Đà Lạt, Lâm Đồng thì cái điều kiện khí hậu không cần thiết phải đầu tư theo cái hướng rất là đắt đỏ, ví dụ một cái nhà kính ở châu Âu có thể là 1 triệu euro. Nhưng mà đầu tư cái nhà kính của Việt Nam như Đà Lạt chúng tôi đang làm đây thì chỉ có là 100.000 đô la thì có thể làm được cái việc đó. Và chúng tôi nội địa hóa một số cái thiết bị cần thiết, thì những thiết bị cần thiết phục vụ cho vấn đề cắt trồng, thì cái gì mà nội địa hóa chúng tôi thì nội địa hóa để giảm giá thành xuống và cùng đồng hành với nông dân cùng chúng tôi để làm nhìn ra những sản phẩm chất lượng tốt. Theo quyết định 575 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Lâm Đồng được quy hoạch cả khu và vùng nông nghiệp công nghệ cao. Đến năm 2020, Lâm Đồng được quy hoạch có một khu do nhà nước thành lập và hỗ trợ vốn đầu tư. Với hệ thống chính sách hỗ trợ, kinh nghiệm và điều kiện khí hậu thuận lợi, Lâm Đồng đang đứng trước những cơ hội rất lớn để phát triển nông nghiệp theo hướng sạch, bền vững và thân thiện với môi trường. Thưa nhà báo Đỗ Văn Hoàng, anh có nghĩ là mô hình sản xuất nông nghiệp xanh sẽ là xu hướng của nông nghiệp hiện đại? Chắc chắn rồi. Tôi cũng đã chứng kiến cái điều này ở rất nhiều quốc gia. Và có lẽ ai hỏi tôi một cái mơ ước cháy lòng nhất hiện nay cho đất nước mình bây giờ là tôi sẽ nói rằng vấn đề an toàn thực phẩm. Một cái tội ác, những cái người mà đầu độc người tiêu dùng qua cái thực phẩm không an toàn, tôi phải gọi nó là tội ác chống lại loài người. Tại sao chúng ta lại để một cái xứ sở mà bất kỳ ai trồng cái cây rau, cây cỏ gì ở bất cứ cái ruộng nào, cái đồi nào và tưới bất cứ cái gì mà cũng có thể đem ra chợ bán và người ta vẫn mua và không ai kiểm tra cái đầu ra cả. Các siêu thị thì có thể kiểm tra, các cái hợp tác xã sản xuất rau sạch thì có thể được kiểm tra, nhưng người nông dân thoải mái trồng và thoải mái bán. Thế thì chúng ta bị đầu độc là dễ hiểu, nếu như cái đạo đức của người trồng không được thượng tôn và đặc biệt là cơ quan quản lý không ép người ta phải làm theo những cái điều mà mang tính đạo đức. Thế thì nếu mà làm theo cái phương pháp của Lâm Đồng thì quá tuyệt vời. Người ta vẫn bón và tưới các cái loại thuốc bảo vệ thực vật, nhưng như lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng vừa mới thừa nhận là nó chỉ còn một nửa thôi, thế là đã mừng lắm rồi. Nhưng cái nửa đấy là được quản lý chặt, nó không gây hại cho người tiêu dùng thì tuyệt vời. Hàng triệu người ở Lâm Đồng đang làm cái việc đó, thì tôi đang ước mơ là cái thành phố chúng ta đang sống nhiều hơn, đông hơn Lâm Đồng rất là nhiều, các cơ quan đầu não của Trung ương Chính phủ ở đây cả. Tại sao Hà Nội không làm cái việc đấy tốt hơn nhỉ? Vâng. Tôi rất là băn khoăn. Là một nhà báo hoạt động trong lĩnh vực về môi trường, nghiên cứu rất là sâu về những cái vấn đề môi trường, thì anh đánh giá như thế nào về cái hoạt động sản xuất nông nghiệp hiện nay của nước ta và đi đôi với đó là cái vấn đề xử lý môi trường trong cái lĩnh vực này? Chúng ta đang có một cái nền nông nghiệp mà hiện nay chúng ta xuất khẩu cũng rất là mạnh và rất nhiều loại hoa trái của chúng ta. Tôi đi đến nhiều quốc gia thì thấy là có những nơi người ta hỉ hả đón nhận các cái quả của Việt Nam, từ nhãn, từ thanh long, từ rất nhiều quả. Thế nhưng mà không hiểu sao người ta vẫn trả về, thỉnh thoảng người ta vẫn trả về. Và người ta trả về lại có ông cục trưởng lại còn nói rằng là vẫn ngon. Và đặc biệt là trả về, nhưng không thấy một người tiêu dùng nào Việt Nam mua rồi đem trả về. Tại sao? Thế cái mồm của người Việt Nam nó không được sang trọng như mồm của họ hay sao? Và đây là một chi tiết rất là đau. Tôi cũng đã từng phân tích là với tư cách là nhà báo, tôi đã vào những cái trung tâm mà người ta sản xuất và xuất khẩu các cái loại cá ở đồng bằng sông Cửu Long. Vào đến nơi thì người ta bắt tôi phải đội cái mũ lên, trùm kín đầu, xét nghiệm cả cái ống kính của tôi xem có cái độc tố gì không. Thì ống kính máy ảnh mà tôi là nhà báo trân trọng mời vào, thì hỏi bảo tại sao như thế. Và tôi sợ một cái lông mày, một cái lông mi, một cái tóc của anh dụng vào cái lô hàng của tôi thì mất hàng triệu đô. Giá như người ta cũng làm tốt như thế cho các sản phẩm bán ra cho người Việt Nam tiêu dùng. Vâng, từ nãy đến giờ thì nghe anh chia sẻ thì tôi nhận thấy là những cái dẫn chứng của anh thì cho thấy là anh đang khá là bi quan. Vậy thì không biết là anh có niềm tin rằng là Việt Nam có thể xây dựng được một nền nông nghiệp xanh hay không? Tôi không bi quan đến mức không tin rằng không làm được điều đó. Bởi vì chúng ta khí hậu quá tuyệt vời. Nếu mà bạn có một cái sự so sánh giữa các quốc gia mà, thì chúng ta đúng là hoa thơm trái ngọt, cánh đồng, những cái thửa đồi, những miền trung du, cỏ bay thẳng cánh, xanh mướt. Thế tại sao chúng ta không làm được? Chỉ có một cái lỗi là quản lý thôi. Bây giờ chúng ta bắt đầu có các cái tiêu chuẩn Việt Gáp, bắt đầu có các hợp tác xã rau an toàn, hoa quả an toàn, thậm chí là vải ở
Bắc Giang còn người Mỹ người ta quản lý từ bên nước họ, họ view sang tận đây họ quản lý cơ. Tôi nghĩ rằng tất cả người nông dân bắt đầu tỉnh ngộ và cơ quan quản lý cũng bắt đầu tỉnh ngộ, và cũng chưa bao giờ cái vấn đề an toàn thực phẩm nóng như bây giờ. Nó nóng như bây giờ nó thể hiện một bi kịch, nhưng nó thể hiện một cái quan trọng nữa là báo chí, các nhà quản lý và người tiêu dùng đã thấy cái sự trầm trọng của vấn đề, và nó cùng rồi mà nó sắp biến. Nó biến là gì? Là nó thay đổi theo chiều hướng tốt. Và tôi thấy rằng cái niềm tin nó đã trở lại, và nơi nơi nhà nhà khắp nơi bắt đầu nói đến rau sạch, hoa quả sạch. Và hôm qua tôi có mua một ít cam của Hàm Yên, Tuyên Quang, cũng dán mác, cũng có thùng riêng của cái hãng ấy, của cái vựa cam đấy, của cái thương hiệu quốc gia đấy. Và tôi thấy mừng lắm, tôi thấy mừng vô cùng, vì tôi gắn bó với cái vùng đất đấy và thấy bà con đổ bỏ cam tôi đau lắm. Nhưng bởi vì là bà con không tạo được niềm tin cho người ta, và bây giờ niềm tin nó trở lại. Vâng. Rất là tuyệt vời, là thật sự là hy vọng. Tôi nghĩ là không chỉ riêng anh mà cả tôi và rất nhiều người cũng đang nuôi dưỡng cái niềm tin đấy. Bởi vì là trong bất cứ một việc gì thì khi chúng ta có niềm tin thì chúng ta mới có thể làm được, đúng không ạ? Thưa quý vị, trong bối cảnh vấn đề ô nhiễm môi trường ngày càng trở nên nghiêm trọng thì việc canh tác nông nghiệp thân thiện với môi trường ngày càng được chú trọng hơn. Mời quý vị cùng chúng tôi tới thăm một mô hình nông nghiệp hữu cơ tại Mali để xem người nông dân tại đây đã làm nông nghiệp xanh bền vững, thậm chí là cải tạo được cả đất đai, môi trường xung quanh như thế nào. Mảnh đất này nằm cách thủ đô Bamako của Mali 30 km. Đất ở đây khô cằn và nghèo dinh dưỡng. Thế nhưng anh Omar Diabate đã tìm ra cách để biến nó thành nơi sản sinh ra lợi nhuận nhờ áp dụng phương pháp nông nghiệp sinh thái. Bắt đầu không dễ để chứng minh với người nông dân phương pháp này. Họ cho rằng tôi đã sử dụng một loại thuốc kỳ diệu nào đó, bởi vì mảnh đất tôi mua tại đây rất cằn cỗi. Ngay cả cỏ cũng không mọc được. Anh Omar không sử dụng một loại chất hóa học nào trên mảnh đất này. Thay vào đó, anh sử dụng phân hữu cơ và phân động vật làm phân bón tự nhiên. Anh xen canh các loại cây trồng để duy trì chất dinh dưỡng trong đất. Và đặc biệt, anh lựa chọn kết hợp các loại cây trồng để tránh phải sử dụng thuốc trừ sâu. Cây cúc vàng thu hút các loại côn trùng đến với hoa của chúng, các côn trùng phá hoại và những loại khác. Điều đó có nghĩa là cây cà chua trồng cùng chúng sẽ không còn bị côn trùng làm phiền nữa. Cùng lúc đó, hoa cúc vàng lại sản sinh ra một loại chất diệt giun trong đất, và vì thế, xua đuổi được các loại ký sinh trùng thường tấn công rễ của cây cà chua. Đàn gia súc của anh cũng đóng vai trò quan trọng. Anh cho bò của mình ăn cỏ và tái sử dụng phân thải của chúng để làm phân bón. Nhờ việc cải tạo đất thành công, giờ cứ mỗi tuần 2 lần, anh Omar có thể đưa nông sản của mình bán cho khách hàng trên khắp thành phố Bamako. Vâng ạ. Trong chương trình nông thôn chuyển động thì tiểu mục và nhân chuyện này nói chuyện kia luôn là một cái tiểu mục mà được rất là nhiều khán giả chờ đợi, vì nó có rất là nhiều câu chuyện hay. Và không biết là đến với chương trình ngày hôm nay thì nhà báo Đỗ Doãn Hoàng sẽ mang đến cho tôi cũng như là quý khán giả câu chuyện gì đấy ạ? Có một câu chuyện rất là buồn, mà một cái chi tiết mà có một cái con người mà tôi rất kính trọng, cũng như là một cái người lịch lãm và luôn luôn có những cái tuyên bố rất là thuyết phục trên báo chí cũng như là trong các cái hoạt động của chính phủ. Đấy là bà Phạm Chi Lan. Người đàn bà này nói rằng rất là buồn khi mà ở Việt Nam, một cái đất nước còn khó khăn và các cái tỉnh rất là nghèo đang xin viện trợ của Nhật Bản và nhiều quốc gia khác, nhưng mà quan chức ở tỉnh đấy lại uống rượu xịn hơn ở Nhật Bản. Tôi cũng là người cũng thỉnh thoảng cũng phải giao tiếp, cũng phải uống rượu, cũng là một người đàn ông, nhưng mà đúng là trong những cái bữa tiệc xa hoa đấy, mà trong lúc bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu xin viện trợ rồi thì nợ công rồi đủ thứ, mà nhìn những bữa tiệc đấy thì đúng là đau lòng. Vâng, vậy thì qua cái câu chuyện mà anh muốn nói thì anh muốn chia sẻ điều gì ở đây? Có phải là chúng ta đang muốn nhắc đến cái tâm lý là trông chờ vào viện trợ? Tâm lý đấy là một, và chúng ta có lẽ phải phân tích rất là dài và rất là sâu sau này. Nhưng có lẽ là ta phải đặt một câu hỏi rằng người ta ngồi trong bữa tiệc đấy người ta nghĩ gì? Chắc là người ta muốn thưởng thức của ngon vật lạ của xã hội, muốn thể hiện đẳng cấp của mình. Đúng là tôi mà muốn mời bạn đến nhà tôi ăn, mà hôm đấy mở một cái chai rượu xịn mấy triệu hoặc là mấy chục triệu thì rõ ràng là cũng vẻ vang hơn, cũng thấy tự hào hơn và uống nó cũng khoái khẩu hơn. Nhưng giữa cái bối cảnh mà đang phải xin viện trợ, đang phải khó khăn như thế mà quan chức làm việc đấy, nếu họ làm bằng mồ hôi công sức của họ và họ uống rượu ngon, rượu Tây, rượu đắt, đấy là quyền của họ, chúng ta không thể trách họ được. Nhưng xin thử hỏi, có bao nhiêu phần trăm số người đó bỏ tiền nhà ra để mua những chai rượu đó và những bữa tiệc đó? Cái thứ hai,
là với một cái công chức, với một cái cán bộ và mức lương nào để họ có thể thu nhập đấy, có thể nhìn thấy trong bữa tiệc đấy là đằng sau đấy là một sự tham ô, tham nhũng chăng, hay là một cái sự tư túi cửa quyền chăng. Chúng ta hoàn toàn không hồ đồ khi đặt vấn đề như vậy, đúng ạ. Tuy nhiên tôi cũng xin cảnh báo các cán bộ mà thích uống rượu Tây, khi mà chúng tôi làm cái series phóng sự về những cái đối tượng đầu tiên ở Việt Nam công bố và bị cơ quan cảnh sát điều tra tuyên bố có kết luận về cái việc điều chế thuốc phiện thành heroin lần đầu tiên ở Việt Nam, và những điều cơ quan điều tra kết luận được là 500 bánh heroin đã được buôn bởi hắn. Khi mà khám nhà của đồng bọn hắn thì cơ quan chức năng thu được 196 kg nhãn mác rượu giả. Thì cái thị trường rượu Tây giả ở Việt Nam nó thật là kinh khủng. Và tôi xin thề Tết này tôi không dám uống một ngụm nào sau khi tôi đi điều tra. Thế thì cũng thương các cái người mà mang tiếng về cái sự xa hoa rồi thì bị quy kết là tham ô thế kia. Hãy thận trọng, đằng sau cái ly rượu giả đấy còn là đạo đức nữa, và còn là sức khỏe của họ nữa, còn là xã hội con cháu họ nhìn vào nữa. Chúng ta phải thận trọng. Vâng ạ. Thưa quý vị, gần 40 năm qua, ông Trần Công Khánh, 62 tuổi, một nông dân tại xã Mỹ Thạnh An, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, đã dày công sưu tập hàng ngàn món đồ gốm cổ, đồ đồng cổ vì niềm đam mê và muốn gìn giữ truyền thống của gia đình. Hơn thế nữa, hiện tại ngôi nhà của ông đã trở thành một địa điểm du lịch văn hóa, thu hút rất là nhiều du khách đến tham quan. Trong tiểu mục về làng ngày hôm nay, xin mời quý vị khán giả về với Bến Tre để tham quan bảo tàng đồ cổ đặc biệt của lão nông này. Lư đồng, lục bình, các loại đèn cổ cùng hàng trăm món đồ gốm sứ cổ như chén, dĩa, bình trà, ly tách có niên đại hàng trăm năm. Tất cả những hiện vật tại đây được ông Trần Công Khánh dày công sưu tầm trong 40 năm qua. Khởi đầu cái chơi đồ cổ này là lúc tôi 13 tuổi. Rồi cái thời đó là cái thời bao cấp, ai cũng bán đồ ra cũng rất rẻ, nhưng mà tôi không có tiền mua những cái đồ nguyên. Thay vì không ăn bánh, không uống thuốc, không uống rượu, lấy tiền đó vô tôi mua đó. Rồi cái đồ càng ngày càng nhiều mà tôi đem về nhà tôi phải giấu đúc. Là ngày nay bây giờ ra nhiều là nhờ cái lúc mình đam mê đó mới có được như ngày nay. Nếu ngày nay mà cầm tiền khoảng mấy chục triệu mình mua không có đâu. Không chỉ sưu tầm, ông còn tự tay mình sửa chữa lại những món đồ đã bị hư hỏng. Và chính những món đồ không sử dụng được này, ông lại xem chúng như những vật phẩm vô giá. Nói thẳng là mỗi một cái nó có cái kinh nghiệm riêng hết. Ví dụ một cái trường kỷ là tôi cũng đam mê lắm, mà tôi tiền rồi tôi mua nguyên tôi không mua nổi. Người ta giới thiệu một cái thành hay là một cái bông cái hoa tôi gom lại tôi làm. Một cái bàn cũng vậy, nó hư hết về tôi làm ra dầu. Nên cái kỹ thuật tôi nó không khéo nhưng mà tôi thích. Với những món đồ được sưu tầm từ sở thích, sự đam mê và cả tâm huyết, nên ông cũng không ngần ngại chia sẻ với mọi người về bảo tàng đồ cổ nhỏ nhỏ của mình. Hiện tại, ngôi nhà của ông đã trở thành điểm tham quan du lịch hấp dẫn đối với nhiều du khách, nhất là khách nước ngoài như Pháp, Đức, Canada khi về với Bến Tre. Tôi cảm thấy rất thú vị khi được xem những đồ vật cổ trong nhà. Ngôi nhà được xem là đã sống qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, để hiểu hơn từng món đồ cổ này thì chúng tôi cần thời gian nhiều hơn. Và sắp tới tôi hy vọng sẽ được quay trở lại đây để tìm hiểu chúng. Riêng về ngôi nhà, kiến trúc rất đẹp khi vẫn giữ được những nét truyền thống trong ngôi nhà xưa. Mỗi ngày, ông vẫn truyền tải những thông điệp từ những món đồ cổ đến du khách gần xa. Và dường như với lão nông này, đó đã trở thành một phần cuộc sống của ông. Những thông tin về tình hình thời tiết tại các vùng chuyên canh nông nghiệp trên cả nước trong 3 ngày tới sẽ kết thúc chương trình nông thôn chuyển động ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào quý vị khán giả.